Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Tư, ngày 15 tháng 6 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng, thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhẹ, tăng khoảng hơn 6 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,38%. Hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 1.814 cho đến 1.815 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.806,98 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.819,19 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xu hướng giảm với tỷ lệ giảm nhẹ là 0,22%, giao dịch ở mức 105,249 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thì vẫn trong xu hướng giảm với tỷ lệ giảm là 2,37%, giao dịch ở mức 21.573 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xu hướng giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 1,21%, giao dịch ở mức 3,433% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô quay đầu giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,11%, giao dịch ở mức 118,880 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước sau đây, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trước sức ép tăng lãi suất trong vài ngày tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khiến giá vàng lao dốc. Cụ thể trong phiên giao dịch sáng hôm nay ngày 15 tháng 6, có thời điểm giá vàng trên thị trường thế giới rớt mạnh xuống chỉ còn 1.805 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương 51 triệu đồng trên một lượng. Theo ông Bo Habakor, chuyên gia phân tích quỹ LCO Future cho biết, vàng đang rớt giá vì thị trường dự đoán Fed sẽ rất quyết liệt chống lạm phát bằng cách tăng mạnh lãi suất. Mức tăng lãi suất mới có thể được đưa ra trong tuần này. Lúc này giới đầu tư không còn cho rằng Fed sẽ nâng lãi suất lên 0,5% mà là 0,75%. Nếu điều này thành hiện thực, đây là mức tăng lãi suất lớn nhất kể từ năm 1994. Nguyên nhân là lạm phát Mỹ vẫn nóng lên, chạm mức 8,6% trong tháng 5. Ngoài ra, đồng đô la Mỹ vẫn duy trì mức tăng cao trong hai thập kỷ qua, đã tiếp tục đẩy giá vàng đi xuống. Theo ông Ipek Okadeskaya, chuyên gia phân tích từ ngân hàng Westwood lưu ý, hiện nay, tài sản duy nhất thu hút vốn của các nhà đầu tư chính là đồng đô la Mỹ chứ không phải là vàng. Chuyên gia kinh tế ngân hàng Sasso ông Oliasen đánh giá, cuộc chạy đua chống lạm phát của Fed sẽ quyết định hướng đi của vàng trong tương lai. Trước kỳ vọng tăng lãi suất của Fed, vàng có thể rớt xuống chỉ còn 1.670 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương 47,2 triệu đồng trên lượng. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước cũng tiếp tục suy giảm nhưng không mạnh bằng xu hướng đi xuống của thị trường vàng thế giới. Cụ thể mở cửa ở phiên này, vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào ở mức 67,5 triệu đồng trên một lượng, bán ra ở mức 68,2 cho đến 68,3 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng so với phiên hôm qua. Trong 3 ngày qua, giá vàng SJC đã giảm tới 1,4 triệu đồng trên một lượng, thậm chí có thời điểm rớt khỏi mốc 68 triệu đồng trên lượng khi mà lùi sâu về vùng 67,8 triệu đồng trên lượng tại chiều bán ra. Bên cạnh đó thì giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng điều chỉnh về mức 53,65 triệu đồng trên một lượng theo chiều mua vào và 54,6 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với mức giá của thị trường vàng thế giới hiện tại đang thấp hơn giá vàng SJC trên 17 triệu đồng trên một lượng và thấp hơn giá vàng trang sức trên 3,4 triệu đồng trên lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23,093 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 4 đồng trên 1 đô la Mỹ so với hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại giao dịch quanh mức 23.080 đồng trên 1 đô la Mỹ theo chiều mua vào và 23.360 đồng trên 1 đô la Mỹ theo chiều bán ra, tăng 20 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ tại chợ đen, đô la Mỹ tự do mua vào là 23.870 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra là 23.960 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 90 đồng trên 1 đô la Mỹ tại chiều mua vào và tăng 80 đồng trên 1 đô la Mỹ tại chiều bán ra. Phần cuối cùng của bản tin này để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Thời điểm này, giá vàng SJC trong nước điều chỉnh tăng giảm đan xen, còn với vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.755.000, bán ra 6.835.000, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra vẫn dao động trong khoảng 800.000 đồng trên mỗi lượng. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.755.000, bán ra 6.837.000, giảm nhẹ 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNC Hồ Chí Minh mua vào 6.750.000, bán ra 6.830.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. PNC Hà Nội mua vào 6.750.000, bán ra 6.830.000, giảm 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không thay đổi. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 6.740.000, bán ra 6.820.000, cùng tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và 40.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.740.000, bán ra 6.820.000, giảm nhẹ 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.743.000, bán ra 6.819.000, giảm 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.775.000, bán ra 6.815.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào, 5.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.740.000, bán ra 6.820.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.720.000, bán ra 6.820.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.740.000, bán ra 6.820.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào, tăng 40.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.755.000, bán ra 6.837.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại giảm nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra dao động trong khoảng 820.000 đồng trên mỗi lượng, hiện tại đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.755.000, bán ra 6.837.000. SJC Huế mua vào 6.752.000, bán ra 6.838.000. STC Bình Phước mua vào 6.753.000, bán ra 6.837.000. STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.755.000, bán ra 6.835.000. STC Long Xuyên mua vào 6.757.000, bán ra 6.840.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.755.000, bán ra 6.837.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.753.000, bán ra 6.837.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ, giảm trong khoảng 62.000 cho đến 150.000 đồng trên mỗi lượng hay trong khoảng 6.200 cho đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng, hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.360.000, bán ra 5.455.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.345.000, bán ra 5.415.000. Hai loại vàng này đều giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.231.4000, bán ra 5.361.4000. Vàng 18K mua vào 3.876.7000, bán ra 4.076.7000. Vàng 14K mua vào 2.972.3000, bán ra 3.172.3000. Vàng 10K mua vào 2.073.3000, bán ra 2.273.3000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa chiều ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo từ quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.